Cách đây 10 năm thì Thái Lan chào đón khoảng 3 triệu khách với doanh thu khoảng 3,7 tỷ đô la. Và các chuyên gia phân tích có 8 lý do làm Thái Lan trở thành cái nước dẫn đầu về du lịch y tế. Đó là: thứ nhất là giá dịch vụ kỹ thuật thấp hơn nhiều so với các nước khác. Thứ hai là chính phủ Thái Lan xem du lịch y tế là một chính sách quan trọng trong cải tạo cái nguồn thu. Thứ ba là chú trọng đào tạo nhân viên y tế theo hướng chuyên sâu, gửi đến học các nước có hệ thống y tế phát triển. Thứ tư là ngành du lịch cung ứng dịch vụ phục vụ khách du lịch y tế theo tiêu chuẩn 5 sao. Thứ năm là Thái Lan kết hợp rất tốt giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Thứ sáu đó là cung cấp dịch vụ điều trị cao gói, nghĩa là khách du lịch đến điều trị cao gói không phải đi nhiều nơi qua lại. Và thứ bảy, thủ tục nhập cảnh rất là đơn giản. Và thứ tám là có nhiều điểm hấp dẫn thu hút khách du lịch. Đó là 8 cái bài học, có thể gọi là bài học mà chúng ta có thể tham khảo. Còn Singapore thì có 5 cái kinh nghiệm chúng ta cũng cần nghiên cứu. Thứ nhất là Singapore rất là chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng y tế tiên tiến, bao gồm kể cả bệnh viện, phòng khám và trung tâm chăm sóc sức khỏe khác, chứ không phải bệnh viện không. Thứ hai, Singapore chú trọng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nhân lực y tế, thành lập nhiều trường đại học và trung tâm đào tạo mang tính chuyên nghiệp, giúp Singapore có được lực lượng lao động y tế chất lượng cao. Thứ ba, Singapore đầu tư mạnh cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, thành lập nhiều trung tâm nghiên cứu và phát triển, thu hút được nhiều nhà khoa học và chuyên gia y tế hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới đến làm việc, đóng góp vào sự phát triển của lĩnh vực y tế đất nước này. Thứ tư là Singapore có chính sách thu hút các nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu trên thế giới đến mở các cơ sở tại Singapore. Và thứ năm là đất nước này không ngừng phát triển hệ thống y tế, đầu tư công nghệ y tế, đáp ứng cái nhu cầu của khách hàng, nâng cao cái chất lượng điều trị. Còn Malaysia là quốc gia cũng xếp vào 3 nhóm hàng đầu, nhưng vẫn đứng hàng thứ 3 sau nhiều năm không lên được hàng 2 và hàng 1. Có 4 nguyên nhân. Thứ nhất là tính cạnh tranh của Malaysia không bằng so với Singapore và Thái Lan. Thứ hai là chi phí của Malaysia vẫn cao, do nhất là chi phí chữa trị và đi lại vẫn cao hơn một số quốc gia. Thứ ba là đây quốc gia này còn có nhiều khó khăn về các cái đơn vị mà muốn tổ chức cung ứng các dịch vụ khám chữa bệnh ở đất nước này. Và thứ tư là thủ tục để khách quốc tế đến khám chữa bệnh cũng phức tạp hơn. Như vậy thì điểm giống nhau và khác nhau giữa Singapore và Thái Lan chúng ta cũng có thể nhận định lại. Điểm giống nhau của hai cái nước mà đứng đầu về thu hút khách đến khám chữa bệnh đó là: thứ nhất là đầu tư mạnh vào đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao. Thứ hai là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại cho các cơ sở y tế. Thứ ba là liên tục phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu. Thứ tư là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng dữ liệu lớn của ngành y tế. Còn điểm khác nhau, Singapore thì rất tập trung vào hoạt động nghiên cứu và phát triển, không ngừng đổi mới các phương thức điều trị, thu hút các nhà cung cấp dịch vụ y tế hàng đầu trên thế giới đến Singapore. Còn Thái Lan lại chú trọng vào phát triển du lịch y tế, kết hợp y học hiện đại và học cổ truyền, giá dịch vụ kỹ thuật thì thấp mang tính cạnh tranh cao. Tóm lại, các chuyên gia và ngành y tế, sở y tế chúng ta nhận định là có 9 bài học kinh nghiệm khi mà tham khảo các quốc gia này, khi mà chúng ta phát triển y tế chuyên sâu. Thứ nhất là phải chú trọng đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao. Thứ hai là phải phát triển cơ sở hạ tầng hiện đại. Thứ ba là không ngừng phát triển các kỹ thuật y tế chuyên sâu. Thứ tư là phát triển du lịch y tế kết hợp y học hiện đại và học cổ truyền. Thứ năm là đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế. Thứ sáu là đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế. Thứ bảy là có chính sách thu hút các nhà đầu tư, nhà cung ứng dịch vụ y tế hàng đầu trên thế giới đến Thành phố Hồ Chí Minh. Thứ tám là đơn giản hóa các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động khám chữa bệnh. Và thứ chín là giá dịch vụ y tế phải mang tính cạnh tranh. Chúng tôi rút ra được 9 bài học kinh nghiệm trong thời gian sắp tới. Về các nhóm giải pháp để thành phố sớm trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN, thì các chuyên gia của ngành y tế cùng với tập thể lãnh đạo sở y tế, chúng tôi căn cứ vào cái nghị quyết số 31 của Bộ Chính trị có nêu rất là rõ, đó là xây dựng hệ thống y tế tiên tiến hiện đại, ứng dụng kỹ thuật công nghệ cao, phát triển một số lĩnh vực tiếp cận trình độ công nghệ thế giới, hướng đến mục tiêu là trung tâm chăm sóc sức khỏe khu vực ASEAN. Chúng tôi mạnh dạn kiến nghị có 7 nhóm giải pháp. Nhóm thứ nhất đó là phải hình thành cho được một trung tâm đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao. Nhóm thứ hai là phải phát triển được cơ sở hạ tầng hiện đại, triển khai thành công khu y tế kỹ thuật cao tại Tân Kiên, Bình Chánh.
Thứ ba là phải phát triển được kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng mô hình bệnh tật của người dân, không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà của cả khu vực. Thứ tư đó là xây dựng mạng lưới chăm sóc chuyên sâu, chăm sóc chuyên khoa từ hệ thống chuyên sâu đến y tế cơ sở. Và thứ năm đó là cung ứng đầy đủ các loại hình chăm sóc sức khỏe có chất lượng. Thứ sáu đó là phát triển du lịch y tế kết hợp với học hiện đại và học cổ truyền. Và thứ bảy đó là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế. Đó là bảy nhóm giải pháp. Sau đây chúng tôi xin trình bày chi tiết một số nội dung của các bảy nhóm giải pháp này. Về nhóm giải pháp thứ nhất là trung tâm đào tạo nhân lực y tế chất lượng cao, thì hiện nay thành phố đã có 8 trường đại học đào tạo nhân lực y tế, đó là Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, Khoa Y Đại học Quốc gia, Đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Hồng Bàng, Đại học Văn Lang, Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tôn Đức Thắng và 20 trường dạy nghề đào tạo nhân lực cho ngành y tế. Hiện nay thành phố đã có 22 bệnh viện được Bộ Y tế giao nhiệm vụ là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật, 45 bệnh viện được Bộ Y tế công nhận là cơ sở đào tạo liên tục. Thành phố đã khởi công xây dựng mới trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch tại xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, và trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai thí điểm đào tạo bác sĩ y khoa theo chuẩn năng lực đầu ra, và Sở Y tế cũng đã triển khai thí điểm đào tạo thực hành tại bệnh viện gắn với trạm y tế dành cho các bác sĩ mới tốt nghiệp. Và đối với nhóm giải pháp này, chúng tôi cần bổ sung các hoạt động sau. Thứ nhất là phải tăng cường liên kết đào tạo giữa các trường đại học khối ngành sức khỏe với các trường đại học y khoa có uy tín trên thế giới, ưu tiên đào tạo bác sĩ chuyên khoa, bác sĩ tổng quát theo chuẩn quốc tế, mở rộng quy mô và phạm vi đào tạo của khoa y Việt Đức thuộc trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch, thêm loại hình liên kết đào tạo với các quốc gia khác như là Mỹ, Anh, Nhật tại các trường đại học khác trong nước. Thứ hai là củng cố quy chế phối hợp giữa các trường đại học y khoa và các bệnh viện thực hành của thành phố, chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo thực hành tại y tế cơ sở và y tế chuyên sâu. Thứ ba là bổ sung thêm các bệnh viện thuộc các trường đại học y khoa hoạt động theo mô hình viện trường như là trường Đại học Phạm Ngọc Thạch. Sắp tới là trường Đại học Sức khỏe của Đại học Quốc gia cũng có những bệnh viện. Thứ tư là cần bổ sung sớm các cái mã đào tạo các loại hình nhân viên y tế mà ngành y tế rất cần như là cấp cứu viên ngoại viện, trợ lý điều dưỡng, v.v. Đây là cái hình mà phải nói là lần đầu tiên thành phố có những bác sĩ nhận cái bằng tốt nghiệp tại Cộng hòa Liên bang Đức và có thể hành nghề tại nước Đức từ cái khoa y Việt Đức của trường Đại học Y Khoa Hồ Thạch. Về nhóm giải pháp thứ hai là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của hệ thống y tế thành phố theo hướng hiện đại đồng bộ, thì hiện nay nhiều bệnh viện công lập đã được ngân sách thành phố đầu tư xây dựng mới như là Nhi đồng thành phố, Ung bướu, truyền máu huyết học, Nhi đồng 1, Nhi đồng 2, Hùng Vương, Từ Dũ, v.v. rất là nhiều bệnh viện. Các bệnh viện tư nhân với cơ sở hạ tầng hiện đại cũng đã phát triển được nhiều cơ chuyên sâu như là bệnh viện Tâm Anh, bệnh viện Tâm Đức, bệnh viện VMAX, Cerebrat, SV, v.v. Khu y tế kỹ thuật cao cũng bắt đầu đi vào hoạt động như gồm có bệnh viện Nhi đồng thành phố, bệnh viện truyền máu huyết học, trung tâm pháp y, rồi các bệnh viện quận huyện và các trung tâm y tế và các trạm y tế phường xã cũng đang tiếp tục được đầu tư xây dựng mới. Đối với nhóm giải pháp này, theo chúng tôi cần bổ sung thêm các hoạt động sau. Thứ nhất là ưu tiên nguồn lực xây dựng mới các bệnh viện chuyên khoa còn lại đã xuống cấp, trong đó có bệnh viện chấn thương chỉnh hình, bệnh viện tâm thần và bệnh viện nhiệt đới. Thứ hai là xây dựng và đưa vào hoạt động trung tâm tầm soát bệnh mà công nghệ cao và xây dựng những nhà dưỡng lão theo tiêu chuẩn quốc tế. Thứ ba là xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại để trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố phát huy hiệu quả. Thứ tư là xây dựng trung tâm cấp cứu 1 năm mới theo hướng chuyên nghiệp và thành lập thêm các cơ sở của trung tâm này để đảm bảo bao phủ trên khắp địa bàn thành phố. Và thứ năm đó là nâng cấp chuẩn hóa cơ sở hạ tầng của tất cả các trạm y tế phường xã theo hướng hoạt động theo nguyên học gia đình. Phải nói là trong nhiều năm liền, người dân và kể cả nhân viên y tế thành phố, chúng tôi rất hạnh phúc và rất vui khi được chứng kiến nhiều bệnh viện mới với cơ sở tầng hiện đại ra đời. Và chúng tôi kỳ vọng sắp tới đây sẽ tiếp tục còn thêm nhiều bệnh viện mới như vậy nữa. Nhóm giải pháp thứ ba đó là phát triển kỹ thuật chuyên sâu đáp ứng mô hình bệnh tật và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân. Thì hiện nay thành phố đã có nhiều kỹ thuật chuyên sâu mà một lát nữa rất là nhiều cái bài báo cáo về những kỹ thuật chuyên sâu đã được triển khai tại các cái chuyên ngành khác nhau. Rồi bước đầu các bệnh viện cũng đã tiếp cận được các ứng dụng trí tuệ nhân tạo, robot in 3D trong chẩn đoán và điều trị. Rồi một số kỹ thuật chuyên sâu cũng đã đạt chuẩn quốc tế như là chuẩn RTAC trong sản khoa, rồi chuẩn ngân hàng máu GMP, rồi chuẩn xét nghiệm ISO 15189. Đối với nhóm giải pháp này, theo chúng tôi cần bổ sung thêm các hoạt động sau. Thứ nhất là phải xác định được khoảng cách cần rút ngắn về phát triển kỹ thuật chuyên sâu của các bệnh viện thành phố với các bệnh viện có y tế phát triển trong khu vực.
Thứ hai là phải tăng cường hợp tác quốc tế trong đào tạo và tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật, phát triển chuyên khoa, phân công phát triển các kỹ thuật chuyên sâu tránh trùng lấp. Và thứ ba là đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển đổi mới sáng tạo. Thứ tư là xây dựng nền học chính xác, làm thế nào tăng cái hiệu tỷ lệ cái điều trị đúng phương pháp cho đúng người bệnh và đúng thời điểm và đúng liều lượng. Đây là một cái minh họa về cái phân công tránh trùng lấp trong phát triển chuyên sâu. Ví dụ thành phố Hồ Chí Minh có 3 viện nhi thì chúng ta phân công nhi đồng 1 là trung tâm chuyên sâu về tim mạch, nhi đồng 2 là trung tâm chuyên sâu về ghép tạng và nhi đồng thành phố là trung tâm chuyên sâu về ung thư trẻ em. Nhóm thứ tư là giải pháp về xây dựng mạng lưới chăm sóc sức khỏe, chăm sóc theo chuyên khoa từ chuyên sâu đến y tế cơ sở. Rất là sai lầm nếu mà chúng ta chỉ chú trọng phát triển chuyên sâu mà quên đi cơ sở trong cái chăm sóc theo chuyên khoa. Thì hiện nay thành phố đã có các bệnh viện sản nhi duy trì rất là tốt mạng lưới chăm sóc bà mẹ trẻ em trên địa bàn thành phố và khu vực phía Nam. Rồi mạng lưới đột quỵ bước đầu cũng đã được hình thành. Rồi đã có 52 trạm y tế chuyển đổi hoạt động theo nguyên tắc gia đình và được kết nối chặt với các bệnh viện tuyến cuối của thành phố. Và đã có 39 trạm cứu vệ tinh hoạt động khắp trên địa bàn thành phố. Đối với nhóm giải pháp này, chúng tôi sẽ bổ sung vào các hoạt động. Thứ nhất là củng cố nâng cao, tiếp tục củng cố nâng cao năng lực của các mạng lưới chăm sóc các cái chuyên khoa như sản, nhi, đột quỵ, tim mạch, phòng chống ung thư. Thứ hai là phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện theo hướng chuyên nghiệp. Thứ ba là tăng cường phối hợp quân dân y trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, kể cả chăm sóc ban đầu và điều trị chuyên khoa. Thứ tư là hình thành mạng lưới cộng tác viên sức khỏe cộng đồng. Đây là những hình ảnh mà nhiều năm rồi các trạm y tế vẫn phát huy rất là tốt. Người dân đến trạm y tế vẫn có thể nói chuyện được với các bác sĩ chuyên khoa của thành phố và người dân rất tin tưởng và không thể yêu cầu phải được đến bệnh viện thành phố nữa. Hoặc là bác sĩ đã ở trạm y tế xã đảo đã trực tiếp sử dụng X-quang có AI để chụp và đọc kết quả. Nhóm giải pháp thứ năm đó là cung ứng đầy đủ các loại hình chăm sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân. Hiện nay thành phố có 128 bệnh viện công lập, trong đó có 65 bệnh viện tư nhân chiếm khoảng hơn 50%. Hơn 8.000 phòng khám đa khoa và chuyên khoa và đã có 3 bệnh viện đạt cái chuẩn chất lượng thế giới GCI, đó là FV, bệnh viện Vinmec và quốc tế Mỹ. Chưa có bệnh viện công lập nào đạt, bởi vì không thực tế là chất lượng không phải, nhưng mà không có khả năng kinh phí để làm cái chuẩn này. Thứ ba là các loại hình cung ứng dịch vụ y tế đã có cũng khá phong phú. Ngoài cái khám điều trị còn có khám sức khỏe, tiêm chủng, điều trị trong ngày, vân vân. Và tuy nhiên thì ngành y tế vẫn còn thiếu nhiều loại hình nhân viên y tế như là chuyên viên cấp cứu ngoại viện, trợ lý điều dưỡng, trợ lý chuyên gia dinh dưỡng, vân vân. Đối với nhóm giải pháp này, chúng tôi cần bổ sung các hoạt động sau. Thứ nhất là phải đảm bảo cung ứng đầy đủ các loại hình chăm sóc sức khỏe, từ khám sức khỏe rồi tầm soát bệnh bằng công nghệ cao đến chẩn đoán điều trị tại bệnh viện, điều trị tại nhà, phục hồi chức năng, chăm sóc giảm nhẹ, chăm sóc người cao tuổi, vân vân. Thứ hai là cần bổ sung các bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam theo lệnh phòng khám. Hiện nay chúng ta chỉ có chất lượng bệnh viện thôi chứ chưa có chất lượng phòng khám. Thứ ba là khuyến khích các bệnh viện tuyến cuối phấn đấu được công nhận chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Một cái hình ảnh mạng lưới cấp cứu chúng tôi đã nỗ lực triển khai trong thời gian qua, từ một đơn vị hiện nay đã có 39 trạm cấp cứu vệ tinh, góp phần nâng cao được chất lượng cấp cứu người dân. Nhóm giải pháp thứ sáu đó là để thành phố trở thành một cái điểm đến du lịch y tế, đẩy mạnh kết hợp y học hiện đại, học cổ truyền. Thì hiện nay thành phố đã có nhiều khách du lịch trong và nước, ngoài nước tìm đến các bệnh viện trên địa bàn thành phố để được chăm sóc sức khỏe, như là nha khoa, như là hỗ trợ sinh sản, như là thẩm mỹ hoặc là tập dưỡng sinh. Đã có bệnh viện đạt chuẩn chứng nhận GCI như là chúng tôi đã được báo cáo, và đã có bệnh viện tuyến cuối đạt trong nước đạt được các nước trong khu vực mời đến chia sẻ kinh nghiệm phẫu thị phạm, hướng dẫn thực hành như là phẫu thuật robot của bình dân, phẫu thuật tim của viện tim, hoặc là can thiệp tim mạch của Nhi đồng 1 đã được nhiều nước mời đến để chia sẻ kinh nghiệm. Đối với nhóm này, theo chúng tôi cần bổ sung các hoạt động sau. Thứ nhất là phát huy hiệu quả ban đầu của các cơ sở y học cổ truyền, nha khoa, thẩm mỹ, tạo sự cạnh tranh về du lịch y tế với các nước trong khu vực ASEAN. Thứ hai là bổ sung loại hình khám sức khỏe và tầm soát bệnh bằng công nghệ cao vào danh mục các sản phẩm du lịch y tế của thành phố trong thời gian sắp tới. Thứ ba là tăng cường hợp tác quốc tế và đầu tư mở rộng quy mô các bệnh viện chuyên sâu về tim mạch, về sản phụ khoa, vân vân, để trở thành những điểm đến khám chữa bệnh của người dân trong khu vực ASEAN trong thời gian không xa. Và thứ tư đó là tăng cường phối hợp giữa ngành y tế và ngành du lịch trong cung ứng và quảng bá các sản phẩm du lịch y tế để người dân trong và nước biết đến. Hình ảnh này
cho thấy là rất nhiều khách quốc tế thích đến các bệnh viện học cổ truyền, viện dân tộc để tập dưỡng sinh, để được điều trị không dùng thuốc. Và nhóm giải pháp cuối cùng đó là đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và phát triển, hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế. Đây là một nhóm hoạt động rất mới đối với chúng tôi và chúng tôi nhận định đây là nó ý nghĩa hết sức quan trọng trong cái phát triển chuyên sâu. Thứ nhất là hoạt động nghiên cứu học của các bệnh viện trong thời gian qua phải nói là được luôn chú trọng và càng ngày đi vào chất lượng. Sở Y tế đã ký kết với Sở Khoa học Công nghệ bản ghi nhớ về triển khai các hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế. Và mới đây, ngành y tế đã kết nối được với các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các tổ chức của Anh Quốc, nơi có nhiều kinh nghiệm về triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực y tế. Thì đối với nhóm này, chúng tôi đề nghị là sẽ bổ sung các hoạt động. Thứ nhất là hình thành các trung tâm nghiên cứu và phát triển tại các bệnh viện. Một cái điểm rất khác biệt khi chúng tôi đi thăm các nước trên thế giới, đó là các bệnh viện đều có khoa hoặc đơn vị nghiên cứu và phát triển, còn chúng ta không có khoa đơn vị này, chúng ta ghép vào một cái phòng nào đó và thật sự nó cũng chưa phát huy hết được cái hiệu quả của nó. Cái thứ hai là xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu học gắn liền với đổi mới sáng tạo, một cấu phần quan trọng không thể thiếu đối với trung tâm đổi mới sáng tạo của thành phố trong thời gian sắp tới. Và thứ ba là đẩy mạnh hợp tác quốc tế về nghiên cứu học và đổi mới sáng tạo, nghiên cứu các chương trình thử nghiệm lâm sàng trong điều trị các bệnh lý phức tạp, các bệnh không lây nhiễm, các và trong công tác chuyển đổi số để tiếp tục nâng cao cái chất lượng và hiệu quả của ngành y tế.